Chiều ngày 31 tháng 7, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Đông Triều làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ của các tổ COVID-19 cộng đồng tại các xã phường Mạo Khê, Xuân Sơn, Bình Dương và Đông Triều. Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung gồm công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân và phát huy vai trò tinh thần trách nhiệm của các thành viên tại tổ COVID-19 cộng đồng. Công tác cập nhật, nắm tình hình, khai báo y tế đối với những người đi làm xa về, người từ tỉnh ngoài trở về địa bàn. Bên cạnh đó là việc chuẩn bị các điều kiện cách ly đối với những người đi xa trở về địa phương, quản lý giám sát cộng đồng đối với trường hợp đang cách ly tại nhà. Hiện tại, trên địa bàn thị xã Đông Triều có tổng số 809 tổ COVID cộng đồng đang hoạt động với 2.225 thành viên. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các tổ COVID-19 cộng đồng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cập nhật và phản ứng nhanh trước diễn biến của tình hình dịch COVID-19, nắm chắc số lượng người đang đi làm xa, giám sát chặt chẽ các trường hợp đang cách ly tại nhà bằng sổ theo dõi của từng tổ. Các tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường việc giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng Zalo, điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã phường những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các thông điệp khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng để trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn. Cấp ủy chính quyền các xã phường tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của thị xã về phòng chống dịch COVID-19 đến nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã.